Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm theo cái thử thách của các bạn. Các bạn comment cũng rất là nhiều, bảo mình làm vector này, Uzi này, UMP này, cung nỏ các kiểu. Vâng, cơ bản anh chết nhầm, không có cung ở đây, chỉ có nỏ thôi. Mình nhầm từ bên CFM sang. Ok, và nếu mà mình nhặt được trong ba cái loại đấy thì mình sẽ chọn một và cộng thêm một khẩu sniper để bắn cho nó đỡ nhàm chán clip nhá. Tại vì cầm tanker không ấy thì sẽ không có những cái pha bắn xa cực kỳ ảo lòi cho các bạn xem lòi mắt được. Ok, và ở map này thì mình sẽ chọn skull, tại vì ở đây bắn nhau rất là vui. Ui dồi ôi, nó nhảy kiểu gì mà nhanh hơn mình vậy ta, vô lý à nhà. Ok, xuống trước kệ bà mày, bố mày có súng trước. Đâu rồi, con lợn này. Úi dồi ôi, bây giờ mới đáp. Đâu rồi ta? Vừa thấy nó rớt ở đây mà. Trời, chạy rồi. Cạn lời. Vẫn có sóc gan này. Mình không chơi sóc gan nha. Vẫn sóc gan mà chơi đến cuối trận thì hơi bị khám đấy. Này chạy nấp hết rồi, nó đi xuống tầng 2 lượm súng rồi. UMP quá ngon cho một cuộc tình. Ok rồi, có UMP là một mình tao chấp hết được rồi. Ui dồi ôi, đã thế cộng thêm những cái phụ kiện mắc ngon như này. Đâu rồi mày cưng? Đây rồi. Một bé này. Cái đệt. Vẫn lút đồ này. Định mệnh cái kiểu mày bắn kệ mày còn tao lút kệ tao đấy. Gắt với lờ. Đây rồi, hình như đang lút đồ ở tầng 1. Vâng, đã lên tầng 2 rồi. Chuẩn bị đến tầng 3. Ok. Mới xa này không có ai. Ui dồi ôi, lên luôn. Ui, trâu vậy ba. Trâu, trâu này. Cái định mệnh nó luôn. Vâng, chơi nguyên bằng SK vẫn đéo chết. Vô lý vãi nổi. Đéo tin được. Cái này chắc chắn bị lag dam rồi. Vâng, nó chơi một phát mình K98. À đúng rồi, nó có K98. Vui rồi nè. Vâng, cầm K98 thì nó đỡ lag dam hơn. Cứ một viên là hết shot thôi. Cầm mấy khẩu táp táp như này rất là sợ nhá. Bắn mãi không chết. Ok. Nó cũng không có scope gì. Có mỗi 2 ít thôi. Bây giờ mà kiếm được cái phụ kiện max xịn cho Uzi nữa thì tuyệt vời. Đó chính là đuôi và cái silent. Bắn thì phải gọi là mắc chất luôn ấy. Ồ,
Ủa, người hay bot vậy trời? Sao có cái thái độ nằm bò các kiểu vậy nè? Chắc là bot rồi. Bây giờ muốn biết bot hay không thì cứ chạy lại gần nó bắn chết thì là người, còn không bắn chết thì là bot thôi. Cách để check nó thì nó đơn giản thôi, nhưng chả ai ngu mà làm điều đấy. Ok, thính đây rồi. Chúng ta sẽ đi cam thính nhá. Không có nhạt đâu. Trận này mình sẽ bắn Uzi cộng với K98. Mình tính cầm UMP, nhưng đã khắm thì cầm Uzi cho nó chất. Ê, Uzi thì thực sự cái tâm của nó rất là bé. Nhìn ngoài tâm không thể nhìn thấy cái gì luôn. Trên PC thì còn bắn được, chứ còn mobile khó lắm anh em ạ. Nhưng được cái thì nó rất là mạnh đối với tầm gần. Cái dòng SMG thì tầm gần nó khá là bá, nhưng cái tầm trung xa một tí là nó rất là yếu, cực kỳ khó chơi. Nên mình mới cover thêm khẩu K98 để bắn cho nó đỡ nhàm chán ấy. Tại vì bắn Uzi thì chắc chắn phải lựa những cái thằng nào ở tầm gần thôi, còn xa thì bỏ bà nó đi, rất là phí. Kiểu như cầm K98 đi vết máng vậy nhở. Ok, bắn hù kiểu ở đây có người thế thôi chứ biết là không trúng rồi. Bot này, ui rồi ôi, bắn thế thôi cũng headshot à. Rồi, nó dừng xe lại thì đẩy lên rồi kìa. Ghê nha. Úi dồi ôi, mũ 3. Đấy, đấy, đấy. Dâu nhất, đây. Đấy, đấy. Đẩy đi bạn ơi. Mình là dâu nhất, còn bạn là thằng đẩy. Yo. Chết nhầm, ví hơi bị sai nhỉ. Thôi kệ bá đi, chúng ta sẽ xử thằng này đã. Xử thằng này đã. Tuổi tầm gần như này thì làm sao mà ăn được Uzi cơ chứ. Ba đứng bắn xa thì còn chấp nhận được, đẩy lại gần như này thì đú thế đích nào được với Uzi. Ôi 8x này. Mũ 3 gần hư rồi. Cái định mệnh. Mình bắn thế bắn vào người mà. Né cái đầu ra rồi mà đầu vẫn hư. Chắc là hư trước rồi. Ok. Thằng này nguyên một bộ đồ vest trắng, váy trắng các kiểu, giày nữa. Rất là đẹp gái. Nhưng gặp ân thì nó bấy luôn rồi. Không có ai nhập thính. Chứ thính rơi xa quá, không nằm trong cái phạm vi mà anh em có thể chạy đi loot. Chỉ có những thằng nào có xe thôi. Và nếu mà anh em muốn đặt ra những cái thách thức gì cho mình thì hãy comment bên dưới clip này nhá. Mình sẽ cố gắng xem cái thử thách nào hay hay thì mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Thính này xa quá không đi cam được rồi, mình sẽ xem cái bọn bắn nhau ở đầu khu nhà này. Đây rồi. Wow, ghê vậy rồi. Chất VL.
Ok, mình bắn gắt vậy trời. Ảo vãi. Ui, sướng vãi. Có highlight rồi. Ui, đuôi Uzi này, tuyệt vời. Ok, full phụ kiện Uzi, thiếu mỗi cái silent nữa là tuyệt vời. Thằng này boss rồi. Kiểu chạy lông nheo như này là boss rồi. Ngồi cái éo gì vậy? Người à? Hơi vô lý nha. Vâng, nhìn từ xa thì rất khó xác định được người hay là máy. Tại vì đứng gần kìa, những cái lúc mà nó hành xử đôi lúc cũng giống người. Thế nó cay. Mình phải lên lấy lại cái chiếc xe chứ thực sự ở xa bo ấy, thì di chuyển rất là cực khổ. Và chiếc xe nó là một cái điều gì đấy rất là tuyệt vời. Đây rồi, tự nhiên. Ui, cắm đầu chạy một mạch luôn. Lấy cái nhà này cam thì nó sẽ bao quát hơn này. Phải không ta? Đúng rồi. Nhìn nhìn cái gì? Cái thanh niên chạy lên đỉnh núi nằm xoay xoay các kiểu. Vâng, chúng ta chờ bo khép thôi. Tại vì vẫn đang ở trong bo và đây là rìa bo. Bình tĩnh thôi. Quả này phải lấy được cái top 1 với cái khẩu Uzi này. Bo qua bên kia rồi. Mình sẽ uống đầy nước để di chuyển nhá. Di chuyển thì cái việc đầu tiên cần làm đó chính là uống đầy nước. Tại vì khi mà di chuyển sẽ bị bắn. Nhớ đâu bị bắn yêu máu thì còn có cái mà nó hồi. Mà cái mẹo này thì chắc chắn là ai cũng biết rồi. Mình nói hơi bị thừa. Bo này chúng ta phải chạy viền. Cho mình sẽ vào school nha. Tại vì school đang ở giữa bo. Rồi, có thằng đứng trên dock school luôn rồi. Bây giờ làm gì đây? Mình sẽ vào cái viên tường này. Nó chạy đâu vậy? Ok, dừng xe ở đây. Lỡ mà bo ra ngoài thì chúng ta sẽ lấy xe di chuyển. Chắc mình phải vào trong school luôn cho nó an toàn. Tại vì đứng ngoài nhỡ đâu một thằng nó đi lẻ nó móc lốp thì thực sự rất là khổ. Hỏng cái clip cầm Uzi nữa thì phí lắm. Mình sẽ bắn chắc chắn thay vì bắn hổ báo nhé. Tại vì cái khẩu súng của mình nó rất là khắm. Tầm trung không thể bắn được. Bắn được nhưng tâm nó không chuẩn với lại đam nó yếu. Thành ra thì sẽ đấu không lại với bọn sấy 4X hoặc sấy Red Dot. Bằng Skyline hoặc M4. Tối quá mình không thể nhìn thấy cái thằng trên đỉnh đâu. Ui dồi ôi, đúng cái lúc nó giơ đầu ra thì không bắn được. Phí quá. Tiếc quá anh em ạ. Lòi chân này. Ui, nó cất chân vào rồi.
Thôi, bắn đùa thôi, chứ thực sự thì nó nấp sau cục đá không bao giờ ăn được, trừ phi một viên headshot. Bây giờ cái phương án chạy bo thì mình nghĩ xem. Cho mình phải đâm ra lấy xe và chạy qua khu vực chung cư. Còn cái thằng ngoài này nữa. Bo khép rồi. Mình phải liều thôi. Nếu mà bị nó sấy từ sau thì cũng chịu thôi anh em ạ. Cái đẹp. Xe hết xăng. Vãi. Tí nữa thì hẹo rồi. Vâng, may là dừng ở gần nhà đây. Nếu mà dừng ở ngoài đường thì chạy vào có khi lại bị bắn sấp ML. Ok, vào được đây là an toàn rồi. Nhưng vẫn ở ngoài bo. Nhà này không có ai. Kế tiếp chắc là mình phải đẩy vào chung cư thôi. Nhưng còn cái bọn bên school sẽ chạy qua đây. Bây giờ mình không biết là nó sẽ ép đường nào. Mình nghĩ nếu mà ép qua đây thì cái đường bên phải sẽ là cái lựa chọn đúng đắn. Còn bên trái thì quá là hở, tại vì rất dễ bị bắn từ nhiều hướng. Đó là trên lý thuyết thôi. Ui rồi, cái định mệnh biết ngay mà, cái bọn này nó không theo lý thuyết đâu, nó thích chạy đâu là chạy thôi. Nếu trên PC thì mình nghĩ nó sẽ ép bên khu vực bên phải đấy. Nói chung là biết không biết, thể biết đâu được mà lần. Mà nó chạy vào cái đường đấy không bị bắn là hơi vô lý đấy nhá. Thế sau này là hết rồi. Mình nghĩ bo tiếp theo thì nó sẽ vào chung cư cho xem. Đấy, biết ngay mà. Nằm bò bò ngoài cỏ kìa. Hay đấy. Ui dồi. Lúc nhìn góc nhìn thứ ba thì thấy con bật scope lên thì chả thấy cái gì luôn ấy. Thôi chịu rồi. Không thấy nó đâu nữa luôn. Nấp hay vậy. Cho mình sẽ ném bom đi. Cho nó biết mùi. Này thì nấp nữa đi. Nấp nữa đi. Ui dồi ôi, chết luôn rồi. Nấp kiểu gì mà hay nhỉ. Ui khó rồi. Mơ máu cái đã. Mình sẽ chạy bó sau bọn này để tạo cái tình huống bất ngờ.
kìa. Cây định mệnh. U rồi. Cái gì đây? May quá, lúc nãy mình thấy nó ngồi đang bơm máu đấy. Tí nữa thì hẹo rồi. Bắn thằng kia sấy nguyên băng đéo chết. Hài vậy. Mình tưởng nó nằm xuống là nó chết rồi chứ. Thế đấy nào nó trôn người vãi. Vâng, bây giờ sẽ là tình huống 1v1 và thanh niên kia đang ở sau vách tường. Úi dồi ôi, ném bom cái dè, bố mày nằm ở bên này cơ. Thích ném bom không? Rồi, yếu rồi này. Đây sẽ là một lợi thế cho mình. Nên để lên không ta? Nó không bơm máu anh em ạ. Bom là giải quyết hợp lý nhất. Ok, nó yếu rồi. Quả đấy cong lên cũng được nhưng mình cũng sợ nó lạc đàm. Ok, top 1 rồi. Uzi hoàn thành thử thách. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nhé. Bye bye.